Chuyện quả thị áo xanh. Có một quả thị còn xanh lắm đang nằm ngủ im lìm dưới tán lá. Chú mèo đi ngang qua, nhìn lên quả thị rồi lấy chân quả quào lên cây thị và hát: meo meo meo. Quả thị áo xanh, quả thị áo xanh, thị ơi dậy nhanh đi chơi thị nhé. Nhưng quả thị vẫn ngủ say sưa. Rồi chú ỉn đi tới, chú duỗi mõm vào gốc cây và hát: ụt ịt ụt ịt. Quả thị áo xanh, quả thị áo xanh, thị ơi dậy nhanh đi chơi thị nhé. Nhưng quả thị vẫn ngủ say sưa vì dám đi đến cây thị và cũng rướn cổ lên hát: quạc quạc quạc. Quả thị áo xanh, quả thị áo xanh, thị ơi dậy nhanh đi chơi thị nhé. Quả thị hé mắt ra nhìn, lúc này nó đã mang trên mình chiếc áo vàng. Nhưng các bạn thì đã đi chơi hết cả. Đúng lúc đó, một bà cụ đi tới bên gốc thị. Quả thị hé mắt ra nhìn, lúc này nó đã mang trên mình chiếc áo vàng. Nhưng các bạn thì đã đi chơi hết cả. Đúng lúc đó, một bà cụ đi tới bên gốc thị, ngửi thấy mùi thị thơm đức. Bà nhìn lên thì thấy quả thị đã chín vàng rồi. Bà giơ giỏ ra và hát: thị ơi, thị dụng bị bà, thị thơm bà ngửi chứ bà không ăn. Quả thị nghe vậy rơi tóm luôn vào giỏ của bà. Bà cụ đem quả thị về nhà và từ đó quả thị về ở với bà cụ. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Thư viện gia đình.com hẹn gặp lại các bạn.